Trà Ngọc Hằng phản pháo khi bị ném đá về chuyện người thứ ba. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Trà Ngọc Hằng đã có một status khá bức xúc khi mình bị chính các đồng nghiệp, người cũng từng là kẻ thứ ba nhưng không thông cảm mà còn lên tiếng chỉ trích, miệt thị cô. Theo đó, nội dung của status Trà Ngọc Hằng viết rằng: "Bản thân tôi cũng từng bị một kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của mình. Tôi không muốn nói tên người đó ra, nhưng đó là một người bạn rất thân thiết với tôi. Với tính cách của tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Nhưng điều đáng buồn ở đây là chính những người nghệ sĩ đồng nghiệp với nhau lại không thông cảm cho nhau, chỉ đợi sơ hở để miệt thị, xúc phạm người khác mà không cần biết họ có tổn thương hay không. Bản thân họ cũng chính là người thứ ba đi giật bồ người khác, mà khi thấy tôi post lên như vậy, họ cố tình giấu đi sai lầm của chính họ để giả vờ show ra sự trong sạch đứng đắn. Tôi không thể hiểu sao bản thân họ cũng là người thứ ba nhưng lại không hề cảm thông cho lời nói của tôi mà lại lợi dụng sơ hở để miệt thị tôi như vậy. Nếu là người thích phát ngôn sốc để lấy tiếng, để tên tuổi mình được nhắc đến, thì tôi đã không xóa ngay dòng trạng thái đó sau vài tiếng." Ngoài bức xúc với các đồng nghiệp đã miệt thị mình, trên dòng chia sẻ, Trà Ngọc Hằng cũng đanh thép khẳng định đối với những khán giả đã ném đá, những đồng nghiệp miệt thị mình rằng: "Cũng cần nói thêm rằng tôi không phải kiểu người không có lập trường, thấy người ta phản ứng thì mình chiều theo ý họ. Trước giờ tôi thích gì thì làm đó, sống thật với bản thân, không việc gì phải lấy lòng người khác mà lung lay quan điểm, sống khác chính mình." Tuy nhiên sau chuyện này cô cũng rút kinh nghiệm, là người nổi tiếng cần phải cân nhắc kỹ trước khi phát ngôn một điều gì. Và đồng thời cô cũng cho biết cô cảm thấy áy náy và có lỗi với những người thứ nhất, những người đã làm vợ. Trà Ngọc Hằng viết: "Giờ thì mình cảm thông cho sự bức xúc của họ khi đọc dòng trạng thái của mình." Trước đó, Trà Ngọc Hằng bất ngờ chia sẻ về chủ đề nhạy cảm về việc ngoại tình. Theo đó, đối với cô thì người thứ ba phải chịu thiệt thòi hơn cả. Dòng chia sẻ của Trà Ngọc Hằng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Bên cạnh một số ý kiến đồng tình với quan điểm khá hiện đại của người đẹp, nhưng cho rằng thực tế hầu hết mọi người đều không nghĩ như vậy. Có rất nhiều bình luận khác lại tỏ ra khó hiểu với quan điểm bênh vực người thứ ba của Trà Ngọc Hằng, bởi cho rằng đã là người chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác thì chẳng có lý lẽ nào biện minh. Facebooker Phương Nguyễn viết: "Nhưng xin nhớ rằng người thứ ba họ hoàn toàn có quyền lựa chọn và họ vẫn chọn đau khổ thì thiệt thòi cái gì? Cũng đừng có bao biện là vì tình yêu không cho phép bạn chọn, vì vốn dĩ ít khi đó là tình yêu, chỉ là dục vọng, tham lam của con người mà thôi. Nếu đó là tình yêu, chẳng có lý gì anh ấy phải để bạn trốn chui trốn lủi, phải chịu đủ tai tiếng, chịu đủ những khổ sở mà bạn liệt kê ra ở trên kia." Facebooker Lê Thủy Linh thì nhận xét: "Đừng dùng con tim ra để biện minh cho những việc sai trái mình đã làm, vì quyết định tiếp tục qua lại với chồng người khác hay không là do não quyết định. Những giày vò hay cắn rứt lương tâm kia có đủ để biện minh cho sự nhu nhược, tham lam và ích kỷ hay không? Đặc biệt, dù không vào bình luận Facebook của Trà Ngọc Hằng, không like những comment của người hâm mộ chỉ trích chia sẻ của cô, nhưng trên trang cá nhân của mình, siêu mẫu Hà Anh cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm không làm người thứ ba là quá sai, dù có biện minh như thế nào. Làm người thứ ba có sai hay không? Sai quá đi chứ lại, dù có biện minh như thế nào." Chia tay nhưng Quỳnh Anh và Hoàng Anh vẫn ngồi chung một bàn, nhưng thái độ trên gương mặt thì không ai tin nổi. Sau khi chia tay, Hoàng Anh và Quỳnh Anh lại có thể thản nhiên ngồi một bàn nữa, sốc thái độ của họ càng chán hơn. Những ngày qua, thông tin cặp đôi Hoàng Anh và Quỳnh Anh được ai nấy đi sau hơn 3 năm mặn nồng khiến các fan hâm mộ vô cùng tiếc nuối, bởi cả hai là một trong những cặp đôi đẹp mà fan mong sớm về một nhà nhất nhì V-pop. Được biết ở thời điểm hiện tại, dù đã chia tay nhưng Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn là những người bạn tốt, vẫn có thể gặp gỡ, xem phim, ăn uống như những người bạn bình thường với nhau. Tuy nhiên mới đây trong một buổi tiệc, những hình ảnh chụp lén của cặp đôi này khiến những ai yêu quý họ không khỏi nức lòng. Hoàng Anh và Huỳnh Anh vẫn ngồi sát cùng một bàn. Thậm chí trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, Huỳnh Anh còn ghé sát tai cô bạn gái cũ hết sức tình tứ và thân mật. Đáp lại bạn trai cũ, Hoàng Anh cũng nhẹ nhàng cười nói và nhìn Huỳnh Anh bằng đôi mắt trìu mến đầy ắp tình cảm. Những khoảnh khắc ngọt ngào này, chắc chắn nếu ai không đọc báo mấy ngày qua sẽ tuyệt đối không biết được cặp đôi này đã chia tay 4 tháng. Cặp đôi tay trong tay đến sự kiện, Hoàng Anh được Huỳnh Anh hộ tống đến chỗ ngồi. Ánh mắt trìu mến mà Huỳnh Anh dành cho Hoàng Anh khiến các fan lại dậy sóng.
Mâu Thủy thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trên trang cá nhân, Mâu Thủy chia sẻ quyết tâm. Quan trọng nhất là biết cách vượt qua, thì hiện tại của chính mình, tiếp tục va chạm để trưởng thành hơn ở tuổi 25. Mục tiêu chính chắc chắn thi là để giành chiến thắng. Từng đoạt danh hiệu cao nhất ở cuộc thi người mẫu lớn, cô cho biết thi nhan sắc là quyết định có tính thử thách rất nhiều ở thời điểm này. Thời gian qua, cô đắn đo và tham khảo ý kiến nhiều người rồi mới đăng ký. Cô tạm gác kế hoạch công việc ở New York để đến với cơ hội này. Trước đó, người mẫu úp mở thông tin cô muốn tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 và được đồng nghiệp bạn bè ủng hộ. Sinh năm 1992 tại thành phố Hồ Chí Minh, Mâu Thủy gia nhập làng mốt Việt khá sớm. Cô được chú ý hơn khi đoạt danh hiệu quán quân Việt Nam Next Top Model 2013. Cô cao 1m79, số đo 84-63-94. Năm 2015, cô tham gia tuần thời trang New York và góp mặt ở 10 show của Mercedes-Benz Fashion Week và New York Culture Fashion Week. Hiện tại, cô là một trong những gương mặt quen thuộc của làng mốt trong nước. Mới đây, Ban tổ chức Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 thông báo sẽ dời chung kết cuộc thi đến tháng 12 thay vì tháng 8. Vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Đà Lạt. Cuộc thi vẫn nhận hồ sơ đăng ký đến hết tháng 8. Ngọc Quyên chia sẻ sự thật chuyện từ bỏ showbiz Việt và cuộc sống bán hàng khi sang Mỹ. Quý vị thính giả thân mến, năm 25 tuổi, khi đang ở đỉnh cao nghề nghiệp, người mẫu Ngọc Quyên bất ngờ quyết định lấy chồng sang Mỹ sinh sống, từ bỏ sàn diễn. Một thời gian sau, nhiều người bất ngờ hơn khi thấy Ngọc Quyên đang mang bầu vẫn đứng bán hàng ở một cửa hàng mỹ phẩm thuộc thương xã Phú Lộc Thọ tại Mỹ. Điều này khiến nhiều người tò mò về cuộc sống của Ngọc Quyên ở đất nước phù hoa đó và nảy sinh rất nhiều lời đồn đại về việc Ngọc Quyên bị chồng hắt hủi, gặp khó khăn tài chính. Thế nhưng ngay sau đó, Ngọc Quyên đã lên tiếng thẳng thắn trên báo chi rằng hiện tại cuộc sống của mình rất ổn. Công việc đi làm là do mong muốn được tự chủ kinh tế và học hỏi kinh nghiệm bán hàng của Ngọc Quyên, đồng thời nó giúp cô đỡ buồn trong những ngày đầu sống trên nước Mỹ. Một Ngọc Quyên lạnh lùng trên sàn diễn bỗng được thay thế bằng khoảnh khắc dịu dàng nhẹ nhàng của một người mẹ chăm sóc đứa con thơ bé của mình. Trong buổi livestream với bí mật showbiz trong ngày 5 tháng 6 mới đây, lần đầu tiên Ngọc Quyên bộc bạch tâm sự của mình về cuộc sống đó một cách chân thật nhất. Cô kể trước thời điểm quyết định lấy chồng, tức là khi còn làm người mẫu và đóng phim, Ngọc Quyên đã cảm thấy cuộc sống rất mệt mỏi. Đã từng có thời điểm cô suýt bị trầm cảm vì không được chú ý đến nhiều nữa. Hoạt động trong showbiz đủ lâu để Ngọc Quyên hiểu rằng không có gì là mãi mãi, mà bản tính của cô vốn sống tùy tiện. Ngọc Quyên muốn được sống tự do theo ý thích chứ không phải theo ý công chúng, những người nuôi sống cô. Thời điểm ấy, Ngọc Quyên đang cảm thấy mỏi mệt với cuộc sống đó, muốn sống ổn định như một người bình thường thì bất ngờ gặp chồng. Ngọc Quyên tiết lộ cô và chồng có một mối tình và một cuộc hôn nhân thần tốc. Hai người quen nhau khoảng một tuần bắt đầu nhận lời yêu, một tháng sau thì cưới và Ngọc Quyên theo chồng qua Mỹ sống. Chồng của Ngọc Quyên là một bác sĩ có thu nhập ổn định nhưng cũng phải cày nhiều. Ngọc Quyên kể, 2 năm sống ở Mỹ là một cuộc đấu tranh tâm lý khủng khiếp của cô nàng. Tuy muốn một cuộc sống ổn định nhưng Ngọc Quyên lại vẫn khao khát làm nghề. Có những thời điểm cô tự hỏi chính mình có lựa chọn sai không và cuối cùng sau rất nhiều trăn trở, cô vẫn cho rằng mình đã đúng. 2 năm đó em cảm giác mình không có thăng bằng, đang sống trong showbiz, mình phải dập tắt cái lửa nghề của mình trở thành người vợ, người mẹ ở nhà. Thứ hai là mình phải đối diện với thực tế, khi bán hàng, khách hàng nhiều khi vui không sao, buồn họ mắng mình, rồi xong trong chỗ làm việc cũng có nhiều vấn đề, mình cũng nghĩ là mình có chọn sai không, mình đi lấy chồng như vậy có phải sai lầm không? Qua nhiều thứ em mới biết không có gì là sai hết, vì không có gì là mãi mãi. Mình có tiếp tục hay không, mình vẫn phải đi xuống nhường chỗ cho người khác, đó cũng là cái quy luật bình thường thôi. Sao mình thấy buồn, không chấp nhận được việc đó thì thôi, giờ mình bỏ xuống đi, mình chấp nhận cơ hội mới, xây dựng cùng với gia đình. Công việc của em hiện tại bây giờ là xây dựng gia đình, đó là cả sự nghiệp của người phụ nữ, chứ không phải ai muốn xây dựng gia đình cũng dễ đâu. Ông trời cho mình may mắn chuyển sang hướng khác, đó chính là gia đình con cái. Bắt đầu một công việc mới có thể khó khăn hơn, nhưng biết đâu sau này sẽ tốt hơn, có nhiều cơ hội hơn. Đến bây giờ em cảm thấy dễ chịu hơn. Bây giờ cuộc sống của em hàng ngày là buổi sáng dậy cho con ăn, chăm sóc con, rồi xếp đơn hàng, nghe điện thoại của khách, trả lời khách cả ngày.
Dù không gặp khó khăn về tài chính nhưng việc tự kinh doanh, dù nhỏ thôi, cũng khiến Ngọc Quyên cảm thấy vui vẻ hơn. Và sau cùng cô nhận thấy một phần, vì đó mà cô thấy chồng mình tôn trọng, không lệ thuộc vào chồng. Và khi tự nhận xét về cuộc sống hiện tại của mình bây giờ, Ngọc Quyên lựa chọn một từ tiếng Anh, ngôn ngữ cô vẫn dùng trong những ngày sống trên nước Mỹ, happy.